Tảnh Các Thánh, ngày 4 tháng 5, chân phước Michael Gilroy, khoảng năm 1485. Cuộc sống đau khổ cả thể lý lẫn tinh thần vẫn không thể ngăn cản Michael Gilroy sống thánh thiện. Ngài sinh gần Vilnius, Lithuania, và bị khuyết tật bẩm sinh. Ngài thấp bé và chỉ có một chân. Vì khuyết tật, việc học tập của ngài cũng thường bị gián đoạn. Nhưng ngài chứng tỏ khả năng đặc biệt về làm đồ kim loại. Ngài khéo léo làm những chén thánh bằng đồng và bạc. Ngài tới Krakow, Ba Lan và nhập dòng thánh Agostino. Ngài được phép sống ẩn tu trong phòng. Ngài chuyên cần cầu nguyện, ăn chay và hãm mình, nhưng sống thọ. Ngài hiểu ý nghĩa sự đau khổ qua cuộc đời ngài. Nhưng ngài giàu về tâm linh và điều đó đã an ủi ngài. Ngài qua đời khoảng năm 1485 ở Krakow. 500 năm sau, chân phước Gioan Phaolô II đã đến thăm thành phố này và nói với bạn giảng huấn của Học viện Giáo hoàng Thần học, Pontifical Academy of Theology, rằng thế kỷ 15 ở Krakow là thế kỷ của các thánh. Trong đó có chân phước Michael Gilroy.